Ok. Oh yeah. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nè. Thì ok, hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về đo lường sức mạnh tiếp nữa nha anh em ơi. Mà cái video ngày hôm nay của mình sẽ làm về top ý. Nhầm anh em ơi. Làm top ghế quen nè. Ok, ngày hôm nay thì mình sẽ đo lường hai cái vị tướng mới luôn nha. Một cái vị tướng chuyên gia ngủ gật khi đứng im anh em ơi. Đó, mình sẽ cho vị tướng này test sức mạnh đầu tiên. Và cái vị tướng phía sau là cái vị tướng Alin, được mệnh danh là Kirito của Liên Quân nha. Thì mình sẽ thử cái vị tướng nữ này trước xem sẽ như thế nào nha. Anh em đang xem video nhớ like và đăng ký kênh giúp mình luôn nha. Ok, nhường cho nữ test trước nha, cái thằng cầm hai cây kiếm. Ok, chuẩn bị nào. Thì cái vị tướng Sinetra này thử xem như thế nào nha. Ok, mình sẽ luyện combo trước nha anh em. Tại vì vị tướng này mới ra nên combo mình chưa có nắm rõ lắm. Nên mình test thử coi cái nó đánh combo như thế nào, nó có rút ngắn thời gian hơn nha. Ok, mình sẽ không dùng chiêu cuối đi. Tại vì chiêu cuối này mình coi chưa có nắm rõ được cái kỹ năng. Bấm nó hồi máu cái mất thời gian anh em nữa, đúng không? Đúng cho một like đi nha. Ok, mình bây giờ mình sẽ mình nghĩ là mình sẽ dùng cái phép nằm ở trên đó anh em, nằm ở trên cái chiêu cuối ha. Mình nghĩ là sẽ dùng cái này trước đi cho nó rút ngắn cái thời gian lại nha. Mình sẽ bật vô địch nha anh em, chứ bật là không bật là chết của nó quay về. Đây mình sẽ test cái này luôn. Tính nha, bắt đầu tính nha. Đó, ok, mình sẽ làm cái đó trước cho cái vị tướng Sinet này. Hai cái vị tướng mới solo như nhau nha. Thử xem bao nhiêu giây đây cô gái. Đó, cô gái này mình chưa nắm rõ combo cho lắm. 14 nè, 15, 16, 17. Ô, 17, 18 giây anh em ơi. Đó là cái khoảng thời gian mà cô nàng này hoàn thành nha. Đấy, cầm một cây kiếm thôi, cầm một cây quyết kiếm, quyết thị kiếm thôi mà được 18 giây nè. Đó, quá là hoàn hảo luôn. Tiếp theo sẽ là anh chàng mà anh em đã biết rồi nha. Yeah. Ok, một kiếm chơi với hai kiếm luôn. Cái thằng khứa này nó cũng cầm cây kiếm đỏ nữa nè. Đó, có kiếm đỏ thì chơi luôn anh em ơi. Thì để xem như thế nào nha. Ban đầu thì hai vị tướng này sẽ không full đồ ha. Đó, cũng lên như nhau thôi. Mình trai mà mình cầm hai kiếm nữa mình công bằng không hả Alin? Anh nói nghiêm túc, đâu mùa đâu. Đó, thì cái vị tướng này múa như đúng rồi anh em. Bật lên là nó múa, bật lên là nó múa. Nó không biết được trúng cây đạch hay không nữa. Bật lên là nó múa. Ok, để xem thời gian của vị tướng này như thế nào luôn nha. Yeah. Mình nghĩ là nhiều á. Tại vì vị tướng này là mình đã nắm rõ cách combo rồi anh em ơi. Tại vì nó cũng ra, nó cũng là một cái vị tướng mới, nhưng là mình chơi thường xuyên nên mình cũng đã nắm rõ hơ rồi. Khác với cái vị tướng chuyên gia ngủ đông hồi nãy. Hở xíu là ngủ à. Không biết sao nữa chứ. Rồi, ok, chuẩn bị nha. Đây mình sẽ nhập trước để tính thời gian sau cái đó nhá. Đó, chém nè, sát thương chuẩn nè, bấy xa bá luôn. Thử làm bao nhiêu giây nha, ban đầu là không full đồ dành cho anh chàng hai kiếm này. 12, trời, nhanh vậy cha. Ôi, cho chém con xíu 12 giây. Chết nhỏ Sinet của tôi rồi. Nhỏ 18 giây là mình cầm hai kiếm mình nhường xíu đi chứ. Mình đàn ông nữa mình phải nhường đi chứ. Ok, vậy là đó là khi không có đồ nha. Bây giờ tiếp theo sẽ là full đồ nha các bạn ơi. Chuẩn bị nha. Yeah. Ok, tiếp theo mình sẽ lên full đồ luôn. Đồ hai vị tướng này mình sẽ lên full công đi ha. Thường xuyên phá, phức hợp kiếm, nanh và một cây thánh kiếm. Và cộng thêm một cái món áo tròn đi. Ở đây những cái món đồ này không có rồi, không có hợp lắm. Mình sẽ lên áo tròn băng giá đi. Đó, ok. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị khi full đồ thì cái vị tướng nữ cầm cái thiết quỷ kiếm này như thế nào nha. Thủy quyết kiếm cho anh em. Trời, đọc hồi xíu lẹo lử ra chứ. Không có dần vừa. Ok, thử xem bao nhiêu giây khi full đồ với cái vị tướng này nha. Nhớ cho mình một like và một đăng ký nha. Yeah. Đây, đó, mình sẽ nắm rõ, mình sẽ sử dụng cái đó trước cho nó rút ngắn thời gian nha bà con. Ok, chuẩn bị nha, mình cầm hai kiếm đó nha cô gái. Nhanh lên một xíu đi.
Ok, mình đã nắm rõ rồi nè anh em ơi. Cái nội tại thì anh em bấm là nó sẽ hút về mình nè, đó. Như vậy nè, đó. Trời ơi, nhanh chưa? 12 giây là cái khoảng thời gian hồi nãy mà Alain khi không full đồ anh em ơi. Đó, vậy là cái vị tưởng này khi full đồ là 12 giây và khi không có đồ là 18 giây. Tiếp theo sẽ là anh chàng hai kiếm của chúng ta nha. Thử xem anh chàng đó sẽ bao nhiêu giây nha anh em ơi. Dễ dàng. Ok các bạn ơi, mình sẽ lên đồ y như vậy cho cái anh chàng này luôn, Alain hai kiếm. Thử xem khi full đồ sẽ tốn bao nhiêu giây thời gian vào cái buổi đo lường sức mạnh này đây. Tiếp theo là anh chàng này là mình đã nắm rõ được cách combo rồi nên có vẻ hơi nhanh hơn. Tại cô gái ấy mới có gà đây thôi nên mình chưa có nắm rõ nha. Mà hai cái vị tướng này có vẻ hao hao nhau nha, nhờ anh em. Đó, về cách chiêu á, chiêu combo nó có vẻ hao hao nhau. Ok ok, để xin sức mạnh nè. Đó, mình sẽ nhập vào trước mới tính nha. Trời, cái gì vậy ba? Trời ơi, 4 giây. Sao đơn chuẩn gì vừa phải nữa chứ. Anh em ơi, nó không chịu nhường phụ nữ luôn kìa. Rồi, người ta 12 giây mà nó chơi 4 giây luôn chứ. Ok, về hai cái lần khi không có đồ và khi có đồ là Alien của chúng ta win nha. Kirito của Liên Quân. Ok, tiếp theo sẽ mình đo lường về đánh trụ nha các bạn ơi. Chuẩn bị nha. Ok, chuẩn bị nè. Thì mình có đăng lên TikTok hai cái vị tướng này ha. Một cái vị tướng thì các bạn nói là Timo của Liên Minh. Một cái vị tướng các bạn nói giống Z. Chiêu mình cũng thấy hao hao như vậy ha. Ok, còn bây giờ thì đảo lại nè. Khi có đồ thì mình đã lỡ quẹt cây trụ bên cái vị tướng Sinet trước. Nên mình là sẽ trừ 2 giây cho cái vị tướng Kirito nha. Anh em hồi nãy lại chắc cũng có thấy nha. Ok. Ok, khi quýnh trụ là cái vị tướng nữ của chúng ta win hơn cái vị tướng Kirito Alain nha anh em ơi. Mình trừ 2 giây cũng bù vào đó thôi. Cũng không nhanh hơn cái vị tướng nữ của chúng ta Sinet. Vậy là tướng nữ của chúng ta win được cái màn bơi trụ nha. Còn khi đánh có đồ và không full đồ thì thua vị tướng Alain. Vậy là cái màn đo lường của chúng ta cũng đã có trong clip ngày hôm nay của mình về hai cái vị tướng mới nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nè. Các bạn có yêu cầu và ý tưởng clip gì mới thì nhớ bình luận mình giữ cho mình làm luôn nha. Muốn đo lường về cái vị tướng nào hoặc là có ý tưởng gì hay và thí nghiệm mới hoặc là top 5, các bạn hãy bình luận mình giữ. Ok, mình sẽ làm luôn nha. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau nha. Khoan anh em ơi, khoan hả ấp nha, để mình giới thiệu cái sao. Ok các bạn hãy qua đăng ký kênh Bot Gaming giùm mình luôn nha các bạn ơi. Đây là cái kênh mình chuyên gia đánh hạng và mình sẽ bot lên cho anh em xem. Ok, cảm ơn các bạn nha. To pray today, but no one was listening anymore. Do I need to fade away?